Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Nhanh 24 giờ. Ban biên tập chương trình kính chúc quý vị ngày mới vạn sự hanh thông, ngập tràn niềm vui và may mắn. Hãy click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi video mới nhất. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin của chúng tôi. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của tôi. Trong video hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc Nga tăng sản lượng máy bay không người lái cảm tử Lan Chép để nâng cao năng lực quân sự. Máy bay không người lái cảm tử Lan Chép của Nga là một loại máy bay không người lái cảm tử được phát triển bởi công ty hàng không Kalashnikov. Nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất nhỏ như xe bọc thép, kho đạn và hệ thống phòng không. Máy bay không người lái có thể được điều khiển từ xa hoặc bay tự động. Lan Chép được trang bị một đầu đạn nổ mạnh và có thể bay trong khoảng cách lên đến 70 km. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 130 km/h và có thời gian bay lên đến 1 giờ. Máy bay không người lái có thể được triển khai từ bất kỳ địa điểm nào và không yêu cầu cơ sở hạ tầng phức tạp. Lan Chép được cho là đã được sử dụng trong cuộc xung đột ở Syria và Ukraine. Nó đã được đánh giá cao về tính linh hoạt và hiệu quả của nó. Tuy nhiên, máy bay không người lái cũng bị chỉ trích vì tính nguy hiểm của nó. Nga tăng sản lượng máy bay không người lái cảm tử Lan Chép lên gấp 30 lần. Sản lượng máy bay không người lái cảm tử Lan Chép sẽ tăng gấp nhiều lần nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tế. Theo Reuters, ông Vladimir Atiakov, phó tổng giám đốc thứ nhất của tập đoàn công nghệ nhà nước Rosneft cho biết, họ dự định tăng sản lượng máy bay không người lái cảm tử Lan Chép được sử dụng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt lên gấp nhiều lần. Bên lề diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế AMI 2023, ông Atiakov khi trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông trong nước đã nhấn mạnh rằng những chiếc UAV nói trên đang có nhu cầu rất lớn. Chúng tôi mong muốn nhân rộng sản lượng đối với sản phẩm này. Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu liên quan đến những UAV này sẽ rất lớn, cả trong và ngoài nước, đại diện của tập đoàn Rosneft nhấn mạnh. Ông Atiakov lưu ý thêm, UAV cảm tử Lan Chép đang được sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn, đồng thời cho biết, trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm qua, việc sản xuất loại đạn tuần kích này đã tăng gấp 20 đến 30 lần. Bên cạnh chế tạo UAV cảm tử Lan Chép, đối với lĩnh vực sản xuất xe bọc thép, chúng tôi đã tăng sản lượng lên gấp 4 đến 5 lần. Đây cũng là một bước đột phá rất đáng ghi nhận, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn Công nghệ Nhà nước cho biết. Trước đó, người đứng đầu Rosneft, ông Sergei Chemezo, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 8 cho biết, đơn vị đã tăng gấp đôi sản lượng máy bay quân sự vào năm ngoái. Bên cạnh máy bay quân sự, tập đoàn Rosneft còn rất chú trọng đến công nghệ hàng không dân dụng. Ông Chemezo khi đó đã đảm bảo với người đứng đầu nước Nga rằng họ sẽ thay thế sản phẩm của Boeing và Airbus trên những chặng bay nội địa. Trước đó, Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Cộng hòa Dân dân Donetsk tự xưng, ông Alexander Khodakovsky đã giới thiệu một phiên bản rẻ tiền của máy bay không người lái cảm tử Lan Chép. Ông Khodakovsky đã công bố những bức ảnh về sản phẩm trên kênh Telegram của mình. Theo giới thiệu, mô hình được trình bày đã là một nguyên mẫu hoạt động chứ không phải là sản phẩm trình diễn. Mặc dù Nga tuyên bố đẩy mạnh sản xuất UAV cảm tử Lan Chép nhằm phục vụ nhu cầu chiến trường, nhưng dự báo Moscow sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi một nguyên mẫu bị thu giữ trong tình trạng nguyên vẹn gần đây. Chi tiết rất ngạc nhiên đã được phát hiện, đó là động cơ điện cỡ nhỏ công suất 2,5 kW loại AC4120/20 do công ty Modern Motors của Cộng hòa Séc sản xuất đã được Nga sử dụng trong loại đạn tuần kích này. Đây là một loại động cơ điện rẻ tiền, được sử dụng nhiều trong máy bay không người lái dân dụng. Nga đã lựa chọn nó nhằm giảm giá thành của chiếc Lan Chép xuống mức thấp nhất. Nhưng khi Moscow đã để lộ việc sử dụng linh kiện nước ngoài trên vũ khí của mình, phương Tây chắc chắn sẽ siết chặt việc kiểm soát hàng hóa xuất khẩu nhằm dập tắt năng lực sản xuất của Nga. Dự báo trong thời gian tới, Nga sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn duy trì sản lượng UAV cảm tử Lan Chép như mức hiện tại. Mặc dù vậy, giới phân tích không loại trừ khả năng họ đã dự trữ sẵn một số lượng lớn động cơ loại này để tránh bị gián đoạn sản xuất. Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV hạng nặng S-70 Okhotnik. S-70 Okhotnik là một UAV tấn công hạng nặng không người lái UAV do Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất UAZ của Nga phát triển.
Đây là UAV tấn công không người lái đầu tiên của Nga và là một trong những UAV tấn công không người lái tiên tiến nhất trên thế giới. S-70 Okhotnik có thiết kế cánh bay dài 19m, dài cánh 25m và cao 4m. Nó có trọng lượng cất cánh tối đa 35 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa 1.000 km/h. S-70 Okhotnik được trang bị một động cơ phản lực Klimov GD-93 có lực đẩy 15.000 pound. S-70 Okhotnik được trang bị một loạt vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất và bom. Nó cũng có thể được trang bị radar, hệ thống điện tử tác chiến và các cảm biến khác. S-70 Okhotnik được cho là có khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các máy bay chiến đấu có người lái. Nó được thiết kế để thực hiện một loạt nhiệm vụ, bao gồm tấn công mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và chống lại các hệ thống phòng không đối phương. S-70 Okhotnik đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 20 tháng 8 năm 2019. Nó vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2024. S-70 Okhotnik là một UAV tấn công không người lái tiên tiến có khả năng đe dọa các hệ thống phòng không đối phương. Nó là một phần của nỗ lực của Nga nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân của mình và cạnh tranh với các cường quốc quân sự khác. Hiện tại, hai UAV tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik thuộc lô sản xuất hàng loạt đầu tiên đang bay thử nghiệm. Theo The Veda Military Watch, theo người đứng đầu tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất UAC, ông Yuri Slyusa, việc triển khai sản xuất hàng loạt UAV hạng nặng S-70 Okhotnik nhằm phục vụ lợi ích của quân đội Nga. Hiện tại, hai quá trình đang chạy song song với nhau. Đầu tiên là công việc nghiên cứu, phát triển với các chuyến bay thử nghiệm, trong đó có hai máy bay tham gia. Trong khi đó, tại nhà máy Novosibirsk, việc sản xuất lô UAV hạng nặng S-70 Okhotnik đầu tiên đã được triển khai vì lợi ích của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, ông Yuri Slyusa cho biết. Người đứng đầu UAC nhấn mạnh rằng khả năng của S-70 cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ khó khăn nhất. Theo ông Slyusa, Okhotnik là loại máy bay không người lái độc đáo với khả năng tàng hình cao. Nó có khả năng mang vũ khí được thiết kế cho tiêm kích Su-57. S-70 Okhotnik sở hữu các tính năng khá phong phú, sẽ được tăng lên trong quá trình làm việc tiếp theo trên nền tảng này, người đứng đầu UAC cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda. Cần nhắc lại rằng UAV S-70 Okhotnik của Nga được phát triển theo thiết kế khí động học dạng cánh bay. Điều này cung cấp khả năng tàng hình tối đa trước radar của đối phương. Khi tạo ra chiếc S-70 Okhotnik, một số công nghệ từ máy bay chiến đấu đa chức năng Su-57 phê lộn đã được sử dụng. Đặc biệt, hiện tại cả hai máy đều được lắp động cơ giống nhau. Trong diễn biến khác, ấn phẩm Military Watch Megawatt đã phản ứng trước thông tin được phía Nga công bố gần đây, đó là UAV tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik sẽ hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trước cuối năm 2023. Chiếc S-70 dự kiến sẽ thực hiện một loạt chức năng, bao gồm hỗ trợ máy bay chiến đấu có người lái xâm nhập không phận của kẻ thù và thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tờ báo Mỹ cho biết. Vấn đề cần lưu ý tiếp theo chính là tiêm kích Su-57 phê lộn và UAV S-70 Okhotnik có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí tầm xa giống nhau, bao gồm tên lửa không đối không M-77V và tên lửa không đối đất KH-59MK2. Tờ Megawatt nhận xét, với chi phí thấp hơn đáng kể so với Su-57 đi kèm khả năng tàng hình tuyệt vời, UAV S-70 Okhotnik sẽ tăng cường sức mạnh cho chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tiêm kích Su-57 đã được sử dụng trong nhiều hoạt động tác chiến khác nhau, bao gồm không chiến, áp chế phòng không và tấn công tầm xa bằng vũ khí chính xác. Đồng thời, sau khi chính thức được đưa vào trang bị, chiếc máy bay chiến đấu này sẽ nhận được một số công nghệ mới, đó là hệ thống điện tử hàng không, chống chế áp điện tử và động cơ cải tiến. Một trong những chức năng quan trọng nhất của Su-57 phê lộn được cho là tích hợp với máy bay không người lái S-70 Okhotnik theo mô hình người bạn trung thành để phối hợp tác chiến theo biên đội. Điều này sẽ giúp cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga đủ khả năng xuyên phá mục tiêu được bảo vệ bởi những hệ thống phòng không tiên tiến nhất, trong khi nguy cơ tổn thất nhân lực chỉ ở mức tối thiểu. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.